mình là Ngọc Hoa. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ đưa các bạn đến nhà chị Tranh, là chủ cửa hàng My Coffee tại Giang Văn Minh, Bắc Ninh, để nghe cảm nhận của chị khi chị sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ cao cấp Red Fire. Giờ các bạn hãy cùng mình đi vào trong cửa hàng nhé. Chào bạn, đây chính là chị Tranh. Chào Hoa. Vâng, em chào chị. Hôm nay mình sẽ cùng nghe cảm nhận của chị Tranh khi chị sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fire nhé. Chị ơi, chị cho em hỏi là trước khi mà chị sử dụng cái viên tinh dầu thông đỏ Red Fire thì không biết là sức khỏe hay là cơ thể trong người chị cảm thấy như thế nào? Thì trước khi mà chị biết đến cái tinh dầu thông đỏ ấy, vâng, thì chị mà nó hay về nằm tuyệt quán này, vâng, thì nó hay phải thức khuya nhiều, đúng là nó cũng gây ra cái tình trạng nó mất ngủ này, vâng, và đi nhiều chân tay nó rất là mỏi, vâng, và thực tế cái hiện tượng là tóc dựng rất là nhiều. Thế nhưng khi mà đến khi mà chị được quen biết hết một cái chị ấy, khách người ta đến quán cho chị ấy, sau đó nói chuyện là chị dạo này mệt mỏi quá thì chị còn là em có cái sản phẩm này em muốn cho chị dùng thử, nếu mà chị dùng tốt thì chị ok chị ủng hộ bên em. Thì mới đầu mình cũng không tin lắm đâu, nên mình hỏi rồi thì cũng lên trên trang mạng mình tìm hiểu thì cũng thấy nó cũng tốt ổn định thì mình quyết định là mình dùng theo bạn ấy. Vâng, không biết là chị biết đến cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fire là qua cái nguồn tin nào chị? Thì mình qua cái bạn ấy giới thiệu và mình tìm hiểu trên YouTube ấy, vâng, thì mình thấy nó rất là tốt và mình quyết định là dùng nó, thì mình dùng nó bây giờ là nó hết một hộp rồi. Thì mình thấy là sau khi mà chị sử dụng ấy, thì chị cảm thấy trong cơ thể mình có gì thay đổi không? Hồi bây giờ sau khi sử dụng hết một hộp rồi, vâng, thì mình thấy ngủ rất là ngon. Trước kia mình hầu như là mất ngủ nhiều lắm, nhưng bây giờ ngủ thì cứ nặng lưng xuống thế là mình ngủ ngay cho được. Thế ạ? Mà cái hiện tượng mà mỏi gối này và thụng tóc nó đỡ rất nhiều. Và trước kia đấy mặt mình nó bị nám lắm, nhưng mà từ khi dùng cái đấy vào bây giờ bạn nhìn ra mặt mình nó cũng đỡ cải thiện rất là nhiều. Vâng, nên là mình cũng muốn nó rất là tốt và muốn giới thiệu cho mọi người khi mà ai muốn sử dụng như thế, vâng, thì để cho mọi người biết được cái công dụng của nó rất là nhiều. Vâng, em thấy chị cũng đặt hàng trên Cura Shop 24 giờ cũng rất là nhiều lần, không biết là chị chỉ mua cho một mình, chắc là chị chỉ mua cho những người thân hay là người quen gì có, vì chị vừa mới bảo là chị mới dùng hết một hộp đúng không ạ? Mình có, mình dùng thấy tốt thì mình mua cho mẹ mình ấy. Mẹ mình cũng cái bây giờ tuổi cao rồi, mà ít này, và chân tay thì nó rất là yếu. Và bạn bè mình cũng có nhiều người da bị nám ấy, thì mình cũng giới thiệu cho họ sử dụng cái sản phẩm, nên là họ cứ bảo là thôi nhờ mình đặt hộ. Vâng, còn mình mới được 1 tháng, bây giờ đang chuẩn bị xong thì mình 1 tháng 2. Vâng, vâng, em cảm ơn những thông tin và cảm nhận của chị về viên tinh dầu thông đỏ Red Fire khi mà qua thời gian mình sử dụng. Em chúc chị ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh nhé. Vâng, bây giờ nhờ đến thông đỏ mà mình khỏe nó rất là nhiều. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, vâng, đấy là toàn bộ những cảm nhận của chị Tranh, là chủ cửa hàng My Coffee tại Giang Văn Minh, Bắc Ninh vừa mới nói cho chúng ta nghe. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Red Fire, các bạn có thể truy cập vào website Cura Shop 24 giờ hoặc là gọi điện ngay theo số hotline 0979149256. Hoa Hoa sẽ tư vấn cho các bạn làm sao để sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Red Fire một cách hiệu quả nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.